Trong đó cái phần thuật ngữ chuyên ngành thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cái thuật ngữ chuyên ngành để các bạn có thể sử dụng trong cái quá trình học của các bạn, học lý thuyết cũng như học thực hành, và sau này khi các bạn đi làm đó thì một số thuật ngữ chuyên ngành này các bạn biết để các bạn có thể sử dụng trong cái ngành, trong cái bộ phận front office của mình. Tuy nhiên thầy sẽ chia nó ra làm bốn cái phần, cái giai đoạn phù hợp với lại cái chu trình của một cái người khách. Thì đầu tiên đó là khi mà người khách muốn đến khách hàng ở thì người khách sẽ có đặt phòng, và cái đặt phòng này cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu tiên của người khách bắt đầu cái sử dụng cái sản phẩm của khách sạn. Thế thì trong cái phần đặt phòng này chúng ta sẽ có những cái thuật ngữ gì, và tôi lưu ý đây cũng chỉ là một số rất ít các cái thuật ngữ chuyên ngành thôi, còn trong thực tế thì có rất nhiều, mà thầy chỉ giới thiệu một số cái mà nó có liên quan để các bạn dùng sử dụng để mà tài liệu học một số ít thôi. Còn các bạn muốn mà có nhiều đó thì các bạn liên hệ với thầy Mộng để các bạn photo cái cuốn Front Office Operation đó, để các bạn có thể có nhiều hơn những cái thuật ngữ chuyên ngành. Và tôi lưu ý là những cái thuật ngữ này thì các bạn chỉ nên dùng cho trong quá trình mình làm việc, và nên dùng cho các cái đối tác thôi, chứ đừng nên dùng cho khách hàng. Các cái đối tác đó là ai? Đó là những cái công ty du lịch, lữ hành, hoặc là khi các bạn viết những cái thư xác nhận đặt phòng hoặc là những cái hợp đồng thì các bạn hiểu nó, các bạn đọc và các bạn viết nó. Tuy nhiên là đối với lại khách phòng thì các bạn nên hạn chế sử dụng, bởi vì người khách phòng thì người ta không có chuyên ngành, thì khi các bạn sử dụng nó người ta không hiểu gì cả, đâm ra chúng ta thiếu tôn trọng người khách, hoặc là đôi khi người ta hiểu sai vấn đề thì nó sẽ đâm rúi trong cái quá trình các bạn cam kết phục vụ khách ha. Thế thì tôi sẽ trình bày với các bạn một số các cái thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến cái giáo trình, cái môn học của chúng ta, và các bạn xem coi các bạn sẽ biết những cái từ nào, và các bạn đọc cho thầy nha. Rồi các bạn ngó sơ qua nó một cái thầy sẽ hỏi các bạn đó. Lê Thị Thanh Ngân. Dạ em nghe thầy ơi, bên mạng nó bị yếu, nó không có nhìn được rõ cái màn hình đó thầy, cái chữ nó cứ bị nhăn nhăn á thầy. Hả? Dạ để em ao ra vô lại cái thầy.
Rồi các bạn có thấy rõ chưa nào? Nguyễn Quốc Thanh có không? Dạ có em ơi. À rồi, Thanh biết cái từ nào nói cho thầy coi. Dạ chờ em xíu thầy, để nó hiện lên hết. Thấy chưa? Màn hình thấy rõ chưa? Thấy rõ màn hình chưa các bạn? Rõ rồi thầy ơi. Rồi. Quốc Thanh biết từ nào đâu? Các bạn học nhiều về anh văn rồi, tôi được biết là các bạn học cả gần cả 1.000 tiết ha, anh văn cơ bản, anh văn TOEIC, anh văn chuyên ngành rồi còn nhớ rất là nhiều. Thì đây là cái dịp để cho các bạn xem ra cái khả năng về ngoại ngữ các bạn tới đâu. À, các bạn nhớ là đừng có dịch Google mà các bạn tập brainstorm động não ra, xem ra những cái từ này nó liên quan đến cái ngành của chúng ta như thế nào. Anh văn chuyên ngành cũng học rồi đúng không? Anh văn FO học chưa? Rồi, Quốc Thanh biết không? Biết từ nào? Thưa thầy là từ đầu tiên là phòng phòng kế không thầy? À, từ gì? Đọc coi. Dạ thầy đọc là em không nhớ cách đọc thầy ơi. À, hả? Rồi học tới giờ này rồi không biết cách đọc nữa là sao? Học anh văn Apple chưa? Dạ rồi ạ. Học ai vậy? Thầy Hòa phải không? Em học thầy Long ấy. À, anh văn chuyên ngành học thầy Long hả? Dạ. Rồi. Không biết cái đọc luôn. Các bạn nhớ nè, cái tiếng Anh trong khách sạn á, nó không có khó đâu. Quay đi quay lại có nhiều đó từ. Thế thì ngay từ bây giờ nè, khi mà học anh văn FO, anh văn MB, anh văn housekeeping, thì các bạn học thuộc lòng đi. Những cái từ. Mà trong tiếng Anh á, khi các bạn đọc á, để người ta hiểu á, trong giao tiếp cũng vậy, nói chuyện trong khách sạn nó không khó, các bạn nó lặp đi lặp lại một số cái từ đó thôi. Thì để mà hiểu thì các bạn làm ơn chú trọng hai cái vấn đề. Một á, là các bạn học thì các bạn xem giảng viên hoặc là khách, học từ khách. Khách nói như thế nào thì chúng ta học thuộc lòng cái cách nói như vậy. Tức là các bạn chú trọng về cái dấu nhấn của nó. Cái dấu nhấn của cái từ tiếng Anh đó, nó nằm ở đâu? Nhớ, học thuộc. Cái thứ hai là cái final sound, cái âm cuối á, mà các bạn phát âm á. Thì hai cái đó các bạn đúng là người ta hiểu liền. Cái từ đầu tiên là từ gì? Đọc nghe coi. Nguyễn Đình Huyền Như. Có không? Dạ có em thầy ơi. Rồi em biết từ nào em nói thầy nghe coi. Dạ từ E-T-A thầy. À E-T-A. E-T-A. Dạ. À, là gì? Là dự kiến khách đến. Cái gì dự kiến khách đến? Dạ. À, cái giờ dự kiến mà khách đến đó thầy.
À đúng rồi, cảm ơn em. Nó viết tắt từ chữ gì em biết không? Dạ em quên rồi thầy. À em quên rồi, cái này nó dùng nhiều trong cái, rồi cảm ơn em. Nó dùng nhiều trong cái ngành hàng không, trong cái vé đó. Nó có cái thời gian dự kiến đến. À thời gian dự kiến đến, nó viết tắt từ cái chữ expected time of arrival, ETA. Thời gian dự kiến đến nha, khách sẽ đến vào lúc mấy giờ đó. Ok, tiếp theo Huyền Như rõ chưa? Dạ thầy nãy mới gọi em á thầy. Gọi em à, mới gọi em hả? À. Dạ. Diễm Hằng, Phạm Thị Diễm Hằng. Dạ em nghe thầy. À, em biết từ nào em nói coi. Dạ thưa thầy là từ cuối đó thầy. Từ Get cuối đọc đi. history à. Get. Get Get. history à. History. Dạ. History. À, cái gì? Dạ là dạ là lịch sử ở khách lưu trú thầy. À, cụ thể nó là gì, giải thích rõ đây không? Tại vì ở đây các bạn yêu cầu các bạn phải hiểu, thì hiểu các bạn phải giải thích để cho nó rõ, chứ còn chúng ta dịch trên Google hay từ điển thì đôi khi cái nghĩa nó không có liên quan, tại đây là những cái thuật ngữ chuyên ngành nha. Giải thích rõ thêm coi. Dạ là Nó cái dùng đó để làm là cái gì? dạ ghi lại danh sách của người đặt phòng thầy. Đúng rồi, thấy không, giải thích ra là không 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 chính xác rồi. Ok, cảm ơn em. Dạ. Guest history là lịch sự khách. Ở đây chúng ta dùng chữ lịch sự thì nó cũng chưa có chính xác là tiếng Việt. Ở đây là một cái phần mềm hoặc một cái sổ để nó ghi lại những cái sở thích, những cái thói quen, những cái thông tin của khách. Thì nói thí dụ khi mà khách check in thì chúng ta ngay lập tức cái người khách đó được ghi nhận về những cái thông tin trên những cái giấy tờ tùy thân, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, vân vân. Rồi sau đó ghi những cái thói quen, ví dụ như khách này thích ở tầng 5, thích ở cái phòng view nhìn hồ bơi, thích ăn sáng ngồi ở đâu, thích cái gì gì đó, những cái sở thích của khách nó được ghi nhận lại trong cái phần guest history này. Một cái phần mềm mà được ghi nhận. Và càng nhiều cái sở thích, tại vì cái sở thích này của mỗi khách á, nó được ghi nhận được và lưu trữ 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nó ghi trữ càng lâu càng tốt, để mà lần sau có dịp khách quay lại khách sạn thì khách sẽ được bố trí những cái dịch vụ giống như những cái lần trước, giống như những cái sở thích của khách. Đó, cho đó cái phần này thì nó rất là quan trọng, bởi vì ngành phục vụ chúng ta là ngành phục vụ con người mà. Thì các bạn càng biết nhiều sở thích của khách để các bạn bố trí cho khách. Thì ví dụ như một cái ông khách động vô, các bạn nói à chào anh Thuận, khách sẽ rất là ngạc nhiên và thích, bởi vì chúng ta nhớ tên khách. Em sẽ bố trí cho anh cái phòng 403 giống như trước đây nha. Thì nhờ cái guest story này mà người lễ tân biết được những cái sở thích của khách và bố trí giống y chang như vậy thì khách sẽ thích hơn đó. Do đó thì cái history là nơi lưu trữ những cái chuyện như vậy. Cho đó các bạn lưu ý một cái phần mềm nó phải tạo ra được một cái phần lưu trữ này càng càng nhiều càng lâu càng tốt nha. Rồi tiếp theo Võ Trần Chinh. Dạ Có thưa không? thầy, dạ À, có em ạ. biết từ nào? Dạ thưa thầy là connecting Net syndrome. room. Là Là gì? phòng có cửa thông với nhau. À, để làm gì vậy? Mục đích để bố trí cho đối tượng khách làm sao? Để có cái đối tượng khách là gia đình. Gia đình, Dạ. nhóm bạn, ok. Dạ. Em đi thực tập tiếng rồi hả? Thì em thấy khách sạn nào có cái connecting room này không? Em thấy hình Sáng như là có. của Sammy có. À, Sammy có. Ok, cảm ơn Trinh.
Connection room là cái hai cái phòng mà nó liền kề nhau, nó sát nhau và nó có một cái cửa thông nhau. Như vậy thì mỗi bên đều có một cái cửa thông nhau. Bình thường khi khi không có cái đối tượng khách này thì khách sạn sẽ đóng hai cái cửa của hai phòng đó lại và kinh doanh riêng biệt. Như vậy thì cái điều này nó đòi hỏi là đầu tiên thầy muốn nói là hai cái phòng này nó thông nhau dành cho một cái nhóm bạn, ví dụ như 4 người ở hai phòng và muốn qua lại với nhau mà không có phải vòng qua vòng lại đi cửa chính thì có thể là mở hai cái cửa phòng này lại. Như vậy với sự đồng ý của hai bên thì cái, hai cái cửa được mở và sẽ qua lại. Hoặc là một gia đình, hai vợ chồng, người ta có hai đứa con hoặc một đứa con mà đứa con đó nó không có quá nhỏ. Nếu mà nhỏ quá thì nó ở chung giường với bố mẹ một phòng, và nó cũng không quá lớn để mà nó có cái sự riêng biệt như vậy. Tức là hai cái đứa con này cần cái sự giám sát của bố mẹ thì người ta sẽ đặt và thuê cái phòng connecting room để người ta có thể qua lại với nhau mà không cần vòng ra cái lối cửa hàng lang. À, như vậy thì hai cái phòng này bình thường nếu mà không có nhu cầu khách đó, người ta có thể đóng hai cái cửa lại và người ta kinh doanh hai cái phòng độc lập. Nhưng mà một cái điều quan trọng á, là hai cái cửa phòng này nè, các bạn thấy thì cái phòng mình á, thì hai cái cửa này thường nó được làm ngay gần sát cái tivi. Các bạn nhớ lại ở, ở Sammy đi. Tại vì chỉ còn cái vị trí đó để có thể làm cái cửa thôi. Vị trí đối diện thì nó là cái giường rồi, đâu không thể nào làm cửa được. Nó thì thường cái tivi nó sẽ ồn ào. Và nếu mà chúng ta cách âm, khách sạn cách âm không tốt thì khi kinh doanh độc lập hai phòng thì cái tiếng tivi nó sẽ vọng qua vọng lại, sẽ gây rất là phiền về cái tiếng ồn. Do đó khi làm cái phòng này thì cái chủ đầu tư phải lưu ý về cái ngăn cách âm cho tốt của hai cái cửa. Đó, bình thường thì nó có thể kinh doanh rất là độc lập. Và khi mà housekeeper làm cái hai phòng này thì phải lưu ý về chốt cái cửa. Thường thì người khách vô thì đương nhiên người ta phải chốt cái cửa lại nếu người ta gặp cái phòng này, để tránh trường hợp mình mở cửa bên kia nó mở nữa nó qua luôn thì cái vấn đề an ninh nó không tốt. Tuy nhiên cái phần housekeeper khi mà làm phòng này thì cũng phải có một cái bước đó là chốt những cái cửa này lại cho nó chặt. Bởi vì khi mà phòng bên này chúng ta không mở cửa thì cũng phòng bên kia thì cũng không thể nào qua được nếu chúng ta chốt cửa kỹ. Trừ khi có sự đồng thuận của hai bên thì hai cái phòng này nó mới thông nhau được nha. Rồi, thầy giải thích như vậy các bạn nắm không nè? Rồi, Hồ thì Cẩm Tú. Dạ có ạ. Em nói cho thầy một từ nào coi. Đây là run of house ạ. ROH đó đúng không? Dạ. ROH thì nó viết tắt từ chữ run of house. Run of house, ok, nghĩa là sao vậy em? Dạ, hay là giá buôn phòng đồng hạng ạ. Giá buôn phòng đồng hạng đó, bởi vì các bạn cứ dịch Google thì đôi khi các bạn không hiểu về nó đâu. Các bạn phải brainstorm, phải đồng não, nghĩ xem cái từ đó nó liên hệ với cái ngành chúng ta như thế nào. Em giải thích rõ hơn được không? Dạ, thì... là sao em hiểu nó như thế nào đó, em nói cho thầy nghe đó. Dạ, qua biết không? Dạ, không. Các bạn biết thì nó biết, còn không biết thì thôi để thầy qua cho nó lẹ nha, để thầy giải thích. Biết không? Dạ, không hiểu đâu. Ok, cái run of house là cái từ nếu mà chúng ta dịch cái nghĩa nó đại khái một chút á thì nó có cái nghĩa là bán sa cả. Tức là các bạn gộp hai cái loại phòng lại. Các bạn cho nó cùng một giá. Bởi vì đôi khi cái thường cái giá run of house này nè là cái giá dành cho đối tượng khách mua sỉ, đó là công ty du lịch. Thế thì bây giờ nếu như mà nó cần một cái số lượng phòng lớn mà các bạn tính, thí dụ thầy thí dụ tính giá standard 10 phòng
rồi cộng thêm 10 phòng superior giá cao hơn, thì công ty du lịch nó không thích. Nó muốn rằng là nó đặt một cái số lượng phòng lớn và cho nó một giá một loại thôi. Thế thì lúc đó các bạn phải tính toán rằng là các bạn sẽ gộp hai cái loại phòng lại, standard và superior lại, và các bạn cho công ty du lịch một cái giá ký kết gọi là giá runoff house. Thế thì khi công ty du lịch nó đặt đó, nó đặt thì các bạn có thể bố trí loại standard cũng được, mà loại superior cũng được, đó, superior cũng được, mà không, nó không có quyền kiện cáo, không cần nói gì cả. À, đương nhiên là cái phòng superior thì nó sẽ cao cấp hơn cái phòng standard một chút, nhưng mà khi các bạn đã ký ROH rồi thì có nghĩa rằng là cái phòng sẽ được bố trí một trong hai cái loại phòng này và cùng một giá, thì gọi là giá xa cả, giá ROH. Hay là cái vấn đề ROH này nó còn ở cái số lượng khách. Giả sử như thầy có cái giá phòng đơn là 50 đô phòng một khách á, và phòng hai khách là 80 đô. Thế thì công ty du lịch nó nói không, bây giờ bố trí giùm tôi, khi tôi đặt tới là một khách giá cũng như hai khách. Mà thường công ty du lịch nó là giá hai khách. Thế thì nếu mà nó bố trí một khách thì các bạn cũng tính tiền đó. Đương nhiên các bạn sẽ chọn lại một cái giá nào đó thích hợp và thỏa thuận với nó. Đó. Giữa một khách là 50 đô và hai khách là 80 đô. Thì ví dụ các bạn ký giá phòng hai khách là 70 đô đi. Đó. Thế thì khi nó bố trí một khách thì cũng 70 đô, mà hai khách thì cũng 70 đô. Thì cái đó người ta gọi là giá ROH. Ha. Đó, nó có hai cái ý nghĩa như vậy. Rồi. Nguyễn Vũ Ý Duyên. Dạ em nghe thầy. Rồi cho thầy một từ coi. Dạ, màn của em bị lát á, nhìn không rõ nên thầy đợi em một xíu nha. Ừ. Được chưa? Ý Duyên. Dạ em nghe thầy. Được chưa? Dạ em biết từ ROH đó thầy. Vừa nói rồi. Thầy vừa giải thích rồi. Full house là khách sạn hết phòng đúng không thầy? Cái gì? Dạ từ full house á thầy. À, full house là gì? Là khách sạn hết phòng đúng không thầy? Khách sạn đầy phòng. Nha. Khách sạn đầy phòng có nghĩa là khách sạn 100% công suất phòng rồi. Không còn phòng trống nào nữa hết. Ok. Rồi, cảm ơn em. Mỹ Nhung, Đặng Thị Mỹ Nhung. Dạ có thầy ơi. Rồi, từ nào? Em biết từ nào? Dạ, từ đầu tiên ạ. Adjust room là gì? Dạ, đó là hai phòng liền kề cùng vách. À, giỏi, hai phòng sát vách nhau. Dạ. À, đương nhiên nó phải sát vách nhau, nó phải chung nhau một bức tường đó, sát nhau. Khi mà khách yêu cầu nó cho tôi hai phòng adjust rooms thì các bạn phải xác nhận rằng là hai cái phòng đó sát nhau, nha, bố trí cho khách sát nhau. À. Thường trong khách sạn thì nó là phòng số mấy với số mấy rồi các bạn. Thí dụ một phòng 513 thì thường trong khách sạn thì cái phòng kế bên là phòng số mấy? 515. À, chính xác, giỏi. Rồi, cảm ơn em. Lê Thị Hạnh Phúc. Dạ, em nghe thầy ơi. Rồi, em cho thầy từ nào? Dạ, thưa thầy là blacklist thầy. Blacklist? À, là gì? Là danh sách đen đúng không thầy? À, nó dịch là vậy, nhưng mà ý nghĩa nó là sao? Là lưu giữ những thông tin của
mấy người khách có hành vi xấu thầy, để làm sao không tiếp đãi người đó nữa. À, thí dụ cái thí dụ là hành vi gì nè? Phá hoại tài sản của khách sạn đó thầy. Ok, đó là một trường hợp, cảm ơn em. Blacklist tức là trong khách sạn thì nó có một cái danh sách khách các bạn có thể lưu trữ những cái khách mà có những cái hành động, hành vi xấu, hành vi không đúng, không hợp chuẩn. Thì nói ví dụ như một người khách sàm sỡ với nhân viên nhà hàng, hoặc là một người khách ở rồi không chịu thanh toán, hoặc là một người khách vô khách sạn rồi đập phá đồ đạc, rồi lại chối cãi gì đó, hoặc là một người khách nào đó vô rồi bắt đầu cậy khóa phòng khác vân vân. Thì những cái hành vi xấu đó, không chuẩn mực đó, chúng ta đều liệt kê vào một cái danh sách. Khi mà các bạn gặp lại cái người khách này và người khách này có nằm trong cái danh sách đó, thì các bạn là nhân viên thì các bạn không có quyền quyết định là nhận hay không nhận, mà các bạn phải báo ngay cho giám sát cái chuyện giám sát có những cái hành động như thế nào phù hợp với lại từng người, thì cái giám sát sẽ quyết định chứ không phải các bạn có quyền quyết định từ chối khách nha, lưu ý. Ok, Kim Yến, Nguyễn Thị Kim Yến có không? Dạ có. À, cho thầy một từ coi. Dạ FIT á thầy. À FIT là gì? FIT là khách du lịch lẻ. Khách du lịch lẻ. À, chúng ta có thể còn gọi là khách gì nữa không? Nó còn gọi là khách gì? Không biết thầy ơi. Không biết hả? Ok. À, cảm ơn em. À, dạ, khách tự do đúng thầy. Khách gì? Khách tự do, khách đi tự do. À, khách tự do. À, nó không gọi là khách tự do mà nó gọi là khách tự đến ha. Tức là cái người khách này nó viết tắt từ chữ freedom, individual. Traveler. À, cái người khách các bạn do cái chữ freedom thì các bạn hay dùng là khách tự do, khách tự đến, hoặc là các bạn gọi là khách lẻ cũng được. À, bởi vì sao? Cái người khách này nó đến khách sạn, nó có đặt phòng nha các bạn lưu ý cái người khách này có đặt phòng, có thể là nó tự đặt phòng qua điện thoại hay là qua email. À, nó tự đến có nghĩa rằng là không có cơ quan nào đặt hết, nó không có công ty du lịch nào đặt hết đó. Không có công ty thương mại nào đặt hết, tự nó đặt, gọi là tự đến. Và nó không phải là khách đoàn, nó là lẻ, 5-3 khách, thậm chí 10 khách, một cái nhóm khách nào đó, nó tới khách sạn nó ở và nó tự đặt, nó có đặt phòng nha. Nó khác với khách vãng lai, khách vãng lai là khách không có đặt trước, tự nhiên đến, còn khách này đó, nó có đặt trước, nhưng mà nó không có ai đặt hết, tự nó đặt, thì gọi là khách FIT. À. Rồi, ok, cảm ơn em. Nguyễn Thị Mỹ Kiều. Dạ em nghe thầy. Rồi em cho thầy biết coi từ nào. Dạ từ deadline. À deadline là gì? Dạ, là hạn chót thầy. Là hạn cuối cùng cho các bạn, dạ, hoặc là cho nhân viên làm cái gì đó. Dạ. Ví dụ như thầy nói các em làm bài. Hả? 12 giờ ngày 17 là các em phải nộp cho thầy. Thế thì cái 12 giờ ngày 17 đó là cái deadline. À. Rồi Đỗ Minh Trung có không? Có thầy ơi. Rồi cho thầy từ coi. Block it room. À block it room. Yeah. Là gì? Là phòng bị khóa đó thầy. Làm sao mà mình khóa nó để làm gì? Phòng bị hư thiết bị nên okay. Không. Hoặc là gì nữa mà khóa? Phòng có khách rồi. Phòng có khách rồi thì người ta gọi là phòng occupy, chứ không có gọi là block room. Tức là ok, cảm ơn Trung hả? Dạ. Block room là cái phòng mà giữ đó, khóa lại, có thể nó bị hư trang thiết bị như em nói, hoặc là nó có thể nó giữ cho người khác,
được dự cho người khác. Thầy nói thí dụ như là Trung đặt một khách sạn và Trung yêu cầu là giữ cho tôi cái phòng 403 vào ngày 20. Thế thì vào ngày 20 đó các bạn phải khóa cái phòng đó lại, cái số phòng 403 lại cho ông Trung này, để tránh trường hợp là tân khác không biết vào bố trí cho một người khác. Tại vì chúng ta đã hứa với lại ông Trung rồi. Ha. Ok. Huỳnh Tú Ngọc Tuyền. Có không? Ngủ rồi hả? Em trả lời cho thầy. Hả? Em trả lời được không thầy? Em tên gì? Dạ Hoàng Thị Tuyết Nhi. Hoàng Thị Tuyết Nhi. Rồi em một từ nào đó đâu? Dạ từ farm trip được không thầy? À, farm trip là gì nè? Dạ là đoàn khách du lịch khảo sát. Họ là những người của đại lý tour các nước trên thế giới đến khách sạn ở phòng miễn phí, ăn sáng miễn phí, khảo sát các tour tuyến miễn phí để sau đó họ có thể chọn một đối tượng hợp tác du lịch hay một khách sạn để đưa khách về ở. Đoàn khảo sát này được tổ chức bởi Hiệp hội Du lịch ạ. Em đang dò trên Google đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thật sự ra đó các bạn à, có những cái từ trên Google nó nói nhưng mà đôi khi các bạn sẽ không hiểu. À, nó ghi như vậy nhưng mà các bạn không hiểu rõ. Với lại Google dịch nó cũng chưa chắc đúng. Cái cách mà các bạn tra cứu thông tin thì đúng, Google nó cũng là một cái trợ thủ đắc lực. Tuy nhiên các bạn phải phân tích, phải hiểu và sàng lọc thông tin từ Google nha. À, như bạn nói cái farm trip á, thì nó viết tắt từ cái chữ familiarization trip, tức là một cái tour, một cái nhóm khách đi du lịch, đi tới một khách sạn nào đó nhằm một cái mục đích có thể là khảo sát. Nếu đơn thuần là khảo sát thì người ta gọi là inspection trip. Nhưng mà đôi khi nó chỉ là đi du lịch chơi, đi công tác, đi học hồi, mà cái đoàn khách đó nó có liên quan đến du lịch. Hoặc là khách sạn. Thì thí dụ như vậy cho các em rõ nè. Thí dụ như trường chúng ta có một mối quan hệ rất tốt với lại Sammy. Thế thì trường chúng ta mới đưa cái khoa khách sạn nhà hàng một số thầy cô đi ra Đà Lạt. Có thể ra Đà Lạt vì mục đích chơi, tham quan ngắm cảnh, có thể mục đích là hội họp, có thể mục đích rằng là đi đánh giá một cái gì đó. Nhưng mà muốn ở tại Sammy. Thế thì lúc đó trường chúng ta sẽ viết một cái công văn báo cho Sammy biết rằng là chúng tôi có một cái đoàn, thì đoàn đó gọi là farm trip. Tức là cái người trong đoàn này có liên quan đến ngành du lịch, thì tới một cái địa điểm nào đó. Thì tùy theo mối quan hệ thân thiết giữa trường với lại Sammy, thì Sammy nó sẽ đưa ra một cái giá, một cái ưu đãi, có thể là miễn phí, có thể là giảm 50%, có thể giảm 20%, có thể là không giảm. Thế thì lúc đó cái tour đó thì gọi là farm trip nha, chứ không phải riêng gì khảo sát không. Có thể nó là khảo sát, còn có thể nó là đi chơi đi gì đó, tùy, mà nó có liên quan đến ngành du lịch. Ok. Bạn tiếp theo Trần Phong Phú. Nghe thầy. Rồi em cho thầy một từ coi. Em không biết rồi. Em không biết rồi. Không biết từ nào hết hả? Dạ. Yeah. Em phát biểu được không thầy? Hả? Em phát biểu được không thầy? Em tên gì? Là Mỹ Duyên. Rồi Mỹ Duyên nói coi. Cái từ adjoining room đó thầy, là cái cái phòng liền kề nhau chung vách, có cửa thông nhau á. Cái nào?
cái adjoining room á thầy, từ thứ hai. À. Giống như cái từ đầu tiên nó chung vách nhưng mà nó phải qua, muốn qua phòng bên kia là mình phải đi qua hành lang, còn từ thứ hai là có thể đi thông qua nhau. Thông qua nhau thì nó lại là connecting room. À. Dạ. Thì trong vở môn tiếng Anh em ghi vậy. Em ghi vậy, có thể là em nghe chưa hết rồi. Dạ. Em học tiếng Anh chuyên ngành là học ai? Dạ thầy Long, chắc em ghi nhầm á. À, chắc em nghe nhầm rồi. À, thầy phân biệt ba cái từ nè. Adjusting room á, cái từ đầu tiên á là gần kề nhau, sát vách nhau. Có chung vách tức là sát nhau. Ví dụ như này thầy đã thí dụ á, 513 và 515. Còn adjoining room á là cái phòng gần. Gần nó có thể nó cùng tầng. Nó có thể là đầu hành lang phòng 503 và cuối là phòng 515. Và có thể là nó đối diện nhau. Hoặc nó cách nhau một hai phòng, nói chung là phòng gần nhau cùng tầng thôi. Thì gọi là adjoining room. Rồi connect room thì mẹ thầy giải thích rồi. Đó, như vậy thì các bạn phải phân biệt ra rõ để khi người ta đặt phòng á, các bạn biết, các bạn hứa người ta. Ví dụ như người ta đòi adjoining room mà các bạn có cái phòng đầu hành lang tới cuối hành lang thì các bạn không thể bố trí cho họ được. Mà nếu người ta đòi adjoining room thì ok. Đó, nó cùng tầng thôi, nó có thể cách nhau vài ba phòng, nó có thể đầu hành lang hay cuối hành lang, nó có thể đối diện nhau thì được. Đó là adjoining room, là từ thứ hai nha. Rồi còn ai biết từ gì nữa? Đỗ Thái Bảo không? Em nghe ơi. À, em biết từ nào không? À, em cũng không biết luôn. Không biết từ nào luôn. Dạ. Rồi. Trần Phạm Bội Quân. Dạ em nghe thầy ơi. À từ nào em? Dạ là từ Dorsory Jack. Em đọc mà thầy không biết từ nào luôn á. À Density Jack. Là gì? Dạ hư thầy là biểu đồ kiểu như là cái sơ đồ á thầy. Sơ đồ phòng á thầy. Là gì? Internet dở quá rốt rồi. Bây giờ thầy qua cái internet khác mà bắt đầu buộc phải vô lại. Hả? Thầy thấy đây nó đè internet bị yếu. Biết không các bạn? Các bạn còn nghe thầy nói không nè? Dạ còn thầy. À rồi. Thôi bạn nào biết từ gì nữa nhanh lên các bạn, không kịp giờ. Đội Quân. Dạ thầy mới kêu em á thầy. À, mày mới kêu em nhưng mà em biết từ nào, em có nói này chưa? Dạ nói rồi thì Density chạc đúng không? Dạ đúng rồi. Là biểu đồ gì? Dạ đó là biểu đồ phòng á thầy. Phòng. Nói rõ hơn chút nữa được không? Biểu đồ mật độ phòng, density chart là biểu đồ mật độ phòng. Cái này vào trong cái phần đặt phòng á, thầy sẽ giải thích thêm nhiều nha, tại lúc đó nó có cái biểu mẫu đó cho giải thích cho các em. Rồi Vũ Thị Tường Linh. Dạ em nghe thầy. À cho thầy một từ cái. Dạ thầy là Central Booking Office. Là Central Booking Office. Dạ. Là văn phòng đặt vé hả thầy?
Tự nhiên mình đang đặt phòng cái mình vô đặt vé là sao? Đặt vé phòng đó thầy. Đặt vé phòng là vé gì? Vé máy bay, vé tàu lửa chứ sao vé phòng? Ok. Central Booking Office là cái trung tâm đặt phòng. Ví dụ như các em có 5 cái khách sạn đi 1 2 3 4 5. Cái 5 thì ở Nha Trang. Bây giờ các em muốn cái người khách người ta muốn đặt cái 5. Chẳng lẽ người ta đi ra Nha Trang người ta đặt. Hoặc ta điện thoại tới cực. Người ta tới cái trung tâm này, hoặc ta điện thoại tới trung tâm này, người ta có thể đặt phòng tại 5 cái khách sạn trong cùng một hệ thống. Cái trung tâm này nó có thể đặt ở khách sạn 1, 2, hoặc 3, hoặc 4. Nhưng mà vào cái trung tâm này hoặc điện thoại tới trung tâm này, các bạn có thể đặt được tất cả các cái khách sạn trong cùng một cái hệ thống của khách sạn 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Rồi, Lưu Triệu Vi, có từ nào không? Biết từ nào không? Nhanh lên các bạn. Dạ, thầy là từ Get History. Rồi, hồi nãy nói rồi. Từ khác biết không? Chờ đường uống quá. Hả? Dạ không thầy ơi. Tao quậy thì uống chưa giờ. Cái từ Rival Death đó thầy là cái gì? Cái nghiện chó mà cũng hầm được. Rival Death. Dạ. Là gì? Tính của khách đó, ngày đến ở. À, ngày đến. Hay còn gọi là từ gì nữa? Nghiện nội đây. Ngày check in đó đúng thầy? Đúng rồi, người ta còn gọi là check in. Ôm hoài, tối hơn. Check in gì? Check in dead, đúng không? Trời, từ nào nữa? Để em dịch chữ GDS cho thầy. À, GDS? Em dịch dạ, CDS là em hệ phong nó lâu hệ lắm. Phân phối toàn cầu ấy thầy. Là gì là sao? Ý nó là sao? Phải cần cái em hiểu cơ. Dạ, nó là kiểu một cái mạng lưới dành cho các đại lý du lịch truy cập vào và lấy cái danh sách trống của cái khách sạn đó và bán phòng cho khách hàng của họ. Để thích đủ á, nhưng mà có hiểu không? Dạ hiểu. À, thí dụ coi một công ty nào đó thầy biết không? Một công ty nào thuộc GDS không? Ok, bạn dịch thì rất là đầy đủ đó, nhưng mà các bạn phải hiểu thêm chút nữa. À, dạ, em không biết là có công ty nào không, nhưng mà em ví dụ thử nha thầy. Alo thầy ơi. Hả? Giờ nó bắt thầy xe lại nè. Xe lại ha. Chắc phải bắt một cái đường truyền riêng á, chứ xài mấy cái đường truyền này nó không được. Rồi các bạn còn nghe thầy không? Dạ còn thầy ơi. À ok, rồi tiếp tục. Nói tới đâu rồi? Tới cái hệ thống phân bổ toàn cầu. Rồi, như vậy thì khi người khách đi vào cái hệ thống này, người khách khách có thể đặt tất cả các khách sạn mà đăng ký trong cái hệ thống này ở các nước. Thường nó là thí dụ như là Expedia nè, Agoda nè, Agoda thì hết, Hotelbank nè, Playview nè, rất là nhiều các công ty nó nằm trong cái hệ thống này. À, hệ thống này không riêng gì cái ngành khách sạn không, mà đôi khi nó lại có những cái ngành nghề khác trong đó nữa. À, nhiều cái thứ để các bạn chọn. Ok, rồi còn bạn nào nữa? Biết từ nào không?
Dạ em thầy ơi. À từ nào em, tên gì đó? Mỹ Duyên thầy. À, Mỹ Duyên. Cross selling á thầy. À cross selling là gì nè? Dạ ví dụ như mình bán phòng thì mình bán thêm mấy cái dịch vụ thêm á thầy, giống như mình bán phòng thì mình bán thêm cái suất ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì đó. Ừ. Đúng thầy. Ok. À đúng. Bạn bán phòng, bạn là tiếp tân thì đáng lẽ ra bạn chỉ bán phòng thôi. Nhưng mà bạn có thể bán vé buffet cho khách, hoặc là giới thiệu khách ăn ở nhà hàng, hay là giới thiệu khách xuống spa để massage xông hơi. Ngược lại, nhân viên nhà hàng nó có thể giới thiệu bán phòng cho các bạn, thì cái đó người ta gọi là cross-selling, bán chéo ha. Ok, cảm ơn em. Rồi còn ai nữa không? Từ khách update cho thầy. À, khách update là cái gì? Là thời gian hủy đặt phòng tự động với thầy. Là kiểu như là khách đặt vào giờ đấy, nhưng mà tới giờ đấy thì khách chưa tới, quá thời hạn thì bên mình sẽ tự động hủy phòng. Nó không có tự động đâu. Mà bạn cũng đúng đó, nhưng mà nó rõ hơn. Đó là như vậy nè. À, đó là một cái thời lượng, một cái khoảng, một cái số ngày mà các bạn cho phép giới hạn ở cái bên đặt phòng á, nó có quyền điều chỉnh gì đó hay không. Ví dụ như trong trường hợp đặt phòng này nè, ví dụ có một cái công ty du lịch, nó đặt phòng vào ngày 21 tháng 9 nó vào, nó đặt 50 phòng. Thế thì bây giờ mới tháng 6 à, ngày mai nó có thể điều chỉnh còn 40 phòng, ngày mốt nó có thể điều chỉnh còn 30, ngày nữa nó có thể nó hủy hoặc nó tăng. Nhưng trong hợp đồng chúng ta đề là cái ngày khách update là ngày là 21 ngày. Thế thì bây giờ nó vô vào ngày 21 thì cái ngày khách update có nghĩa là ngày 1 tháng 9. Ngày 1 tháng 9 nó không được quyền điều chỉnh một cái gì nữa. Nó điều chỉnh, chúng ta vẫn tính tiền nó như vậy. Tức là cho tới ngày 1 tháng 9 thì nó phải chốt được cái số lượng phòng nó đặt là bao nhiêu. Giả sử nó chốt còn 20 phòng, thế thì ngày 2 tháng 9 là nó không được quyền đổi nữa. Ngày 3 nó cũng vậy. Cho đến ngày 21 nó phải y như vậy nó vô, chứ nó không được điều chỉnh nữa. Thì cái đó người ta gọi là cut update. Tức là cái ngày chúng ta không cho phép nó điều chỉnh một cái gì nữa. Rồi còn từ nào nữa? Okay. Từ departure date rồi chưa thầy? À, departure date, à, đó là ngày gì? Ngày khách hàng thanh toán và rời đi. À, ngày khách hàng trả phòng. Hay chúng ta còn gọi đó là ngày gì? Check out. À, check out date. À, check out date. À, date. Ok. À, ETA rồi, ETD biết không? Là ngày dự kiến khách khởi hành ạ. À, khách đi ha. À, mình nói từ khởi hành thì đôi khi nó dễ nhầm lẫn lắm. Khởi hành, máy bay mà khởi hành có nghĩa là đi, đúng không? Là đi, là bay. Còn chúng ta ngày khởi hành lại là bắt đầu. Do đó thì chúng ta dịch là ngày đến và ngày đi ha, cho nó rõ. Là ETD là ngày đi ha. Rồi. Blacklist rồi, Central rồi, Blockroom rồi, Allotment rồi, Rosaline rồi, à, Deadline. With Neighbor là một cái bảng sơ đồ phòng mà bằng thủ công á các bạn. Mai mốt tới vô thực hành thì thầy sẽ chỉ cho các bạn ở phòng thực hành. Full now rồi, như vậy hết rồi nha. Ở những cái thuật ngữ này thì các bạn cần phải thuộc để các bạn đọc tài liệu cái môn này, cũng như là môn ngữ trong thực hành á. Thì các bạn sẽ trong những cái buổi thực hành á,
các bạn sẽ có thể sử dụng nó, để các bạn hiểu. Rồi chúng ta qua cái giai đoạn nhận phòng, tức là giai đoạn check-in á. Khi người khách đến nhận phòng thì có những cái thuật ngữ chuyên ngành nào đại diện nè? Rồi, Lê Phượng Hoàng Hân. Có không? Dạ có. À, cho thầy biết từ nào rồi. Dạ, hay là passport, visa, ID card. À, passport là gì? Nghĩ gì bạn? Tự nhiên quên này. Hộ chiếu hả thầy? À, hộ chiếu. Còn visa? Visa là gì? Visa là cái giấy mà được làm mà bên nước đó cấp để cái anh đó hoặc cái người đó đi ra nước ngoài á thầy, được phép đi á. Là gì mình gọi tiếng Việt là gì trời, các bạn giống như Việt kiều vậy, nó quên hết tiếng Việt vậy. À, chính xác, thị thực. Chúng ta là tiếp tân thì khi mà chúng ta nói tiếng Anh giao tiếp thì các bạn cũng phải nói đúng tiếng Anh. Khi nói tiếng Việt thì phải nói đúng tên gọi của nó trong từ tiếng Việt. Và khi các bạn dịch cũng vậy, nó phải có parallel, cân bằng về ngôn ngữ cho chính xác. Nói tiếng Anh là nó phải theo văn phong tiếng Anh, nói tiếng Việt là nó phải theo văn phong và từ ngữ tiếng Việt, đừng có lớ lớ qua lớ lớ lại. Như vậy thì không tốt trong cái tiếng, trong cái giao tiếp của cái ngành chúng ta. Ok. Passport. Passport là hộ chiếu. Visa là thị thực. Còn nó là cái gì trong vô trong thực hành chúng ta sẽ giải thích thêm. ID card là identification card, là chứng minh nhân dân. Ok. Phạm Thị Thu Hương. Thầy có thầy. Rồi. Đọc cho thầy coi. Để em biết từ no show. No show là gì? Là có nghĩa là khách đặt phòng nhưng mà không có đến. À, như là em nhớ vậy. Ừ, không đến. Giống như là gì? Đặt hàng online mà gọi là gì? Bùng hàng á, đúng không? Dạ. Đặt mà không chịu đến. Thì đương nhiên khách sạn khi mà nhớ là người ta không đến nhưng mà người ta có đặt nha. Người ta có đặt mà người ta không đến. Như vậy thì khách sạn sẽ có những cái biện pháp trả tiền, phạt tiền họ đó. Biện pháp như thế nào thì tùy theo cái thỏa thuận của từng cái thương vụ. À. Ok. Đào Thị Mai Hương. Dạ có thầy. À, cho thầy từ coi. Dạ thầy là how limit. How limit là gì? Giống như là ngôi nhà dành riêng cho khách đặt trước đó. Đúng. Không đúng. Rồi, cảm ơn em Hồ Thị Như Quỳnh. Dạ, dạ có em ạ. À, từ nào em? À, em nghĩ là booking fee đây ạ. À, how limit ạ? Em nghĩ là how limit ạ?
Alo thầy ơi, hãy nghe em nói mà. Alo, các em còn nghe thầy nói không? Dạ nghe. Dạ giờ mới Rồi. nghe. Giờ mới nghe hả? Nó mới mất cái internet. Rồi, này bạn nào đó rồi? Đang hỏi đó rồi. Dạ em đây ạ, em để từ how limit à thầy. Limit là cái gì? Dạ giới hạn nghề phải không thầy? Đúng. Bởi vì thầy mới nói đó là những cái từ chuyên ngành. House limit là gì? Là cái Giới hạn phòng giới bán hạn nào? Giới hạn nào? Thầy nói thí dụ như khách sạn các em đi, em cho khách ở, khách ở 1 tháng, mà một phòng nó, một ngày phòng nó là 100 đô, về 1 tháng 3.000 đô. Thì nếu mà em để cho nó tới cuối tháng nó mới thanh toán, giả sử tới ngày 20 đi, nó lặng lẽ nó bỏ đi là các em mất tiền đúng không? Thế thì khách sạn nó mới có một cái giới hạn nợ. Tức là một số khách sạn thì nó quy định rằng là giới hạn nợ là 10 ngày phải thanh toán. Tức là người khách ở tới 10 ngày làm ơn xuống thanh toán giùm tôi. Thanh toán hết 10 ngày đi ở tiếp. Và giới hạn nợ theo cái dạng tiền. Anh nợ đúng tới khi mà anh nợ tới 10 triệu. Anh đang ở thật đó, nhưng mà anh làm ơn anh xuống anh thanh toán hết 10 triệu đi. Thì anh mới ở tiếp. Còn không thôi là tôi từ chối, không có cho anh nợ nữa. Thì cái đó nó gọi là house limit, tức là cái giới hạn để nhằm tránh cho khách sạn bị những cái rủi ro khách sù, ha, khách quỵt. Và đương nhiên dựa trên cái giới hạn nợ này, giả sử như khách sạn thầy cho nó cho cái người khách giới hạn nợ là 10 triệu. Như vậy khi anh vô anh làm ơn deposit 10 triệu giùm tôi, đặt cọc 10 triệu. Khi anh nợ tới 10 triệu thì anh xuống anh deposit tiếp hoặc anh thanh toán trước em mới được ở nha, nhằm tránh rủi ro mất mát nhiều. Tại vì trong trường hợp, trong thực tế lúc mà thầy làm thì thầy cũng đã từng bị khách sù rồi, chứ không phải không. Nếu chúng ta làm không chặt nha, khách sạn nó đều có những cái quy định hết đó, mà nhiều khi nhân viên á bị quen biết, bị cả nể, mà các bạn đừng làm như vậy. Các bạn làm như vậy khách sù là các bạn phải đền khách sạn á, chứ khách sạn nó không có miễn phí đâu đó, các bạn phải tuân thủ ha. Ok, nguyện vụ ý duyên chưa? Dạ rồi thầy ơi, này em rồi, rồi em rồi thầy. À, rồi nhưng mà em còn biết từ nào nữa không? Dạ hết rồi thầy ơi. À, Để thầy em hả? Có biết nhiêu đó thôi hả? Dạ. Rồi bạn nào biết? Dạ em, Mỹ Duyên thầy. À, Mỹ Duyên, à, từ gì? Cái từ commission đó thầy. À, commission, ok, đọc tốt. Gì? Commission là cái từ cái tiền hoa hồng cho một nhân viên bán được một cái dịch vụ nào đó trong khách sạn gì đó thầy, nó khác với tiền bo, nó khác với tiền tip gì đó thầy, đúng không thầy? Nhưng mà Giống như em bán được một em giống như em làm bất động sản thì em bán một căn nhà thì em sẽ được tiền hoa hồng từ cái căn nhà đó. ok, em làm bất động sản thì đúng, nó là như vậy. Nhưng mà trong khách sạn chúng ta đó thì nó cũng có nghĩa đó đó, nhưng mà cái nghĩa chính của nó là commission cho một cái đối tác nào đó đó, hoa hồng cho một cái đối tác nào đó. Thầy nói ví dụ như khách sạn thầy làm việc với lại công ty xi măng Hun Sim đi, thì bên Hun Sim đó nó sẽ có một cái anh Thuận, anh chuyên môn đặt phòng cho nhân viên của Hun Sim ở khách sạn thầy. Thế thì để thầy khuyến khích cái anh Thuận đó đó đặt phòng nhiều cho khách sạn thầy, thì vì anh Thuận đó anh có thể đặt những khách sạn khác. Thế thì thầy mới thỏa thuận với anh Thuận đó, thầy nói ok anh cứ đặt phòng đi, tôi chi 10% cho anh, chi hồng 10% cho anh mỗi ngày phòng. Thế thì anh Thuận đó vì cái số tiền đó mà anh đặt rất là nhiều ở khách sạn mà, thì cái số tiền đó gọi là commission, chi hoa hồng, chiết khấu cho một cái đối tượng khách nào đó. Mà thường thì cái đối tượng đó là khách business, khách công ty, chứ còn du lịch thì nó lại không có commission. Du lịch thì ký nhá với nó, ký kết với nhá bao nhiêu là trả nhiêu đó, rồi ký giá thấp rồi thì không có commission cho người đặt nữa, mà cái này là hoa hồng cho cái người đặt nha. Thì chúng ta hiểu rồi. Còn cái nghĩa rộng hơn của nó thì vẫn có thể là chiết khấu, khi các bạn bán được nhiều phòng thì các bạn sẽ được hoa hồng bao nhiêu,
các bạn bán được một căn nhà thì các bạn được cái commission là bao nhiêu thì nó cũng có nghĩa đó. Nhưng trong cái khách sạn, trong cái ngành khách sạn chúng ta thì thường đó là hoa hồng cho đối tác nha, chú ý, chứ không phải là cho khách, là cho nhân viên. Ok, còn từ nào nữa không? Trần Phong Phú có không? Có em thôi. À, em biết từ nào không? Này em không biết. Không biết từ nào hết. Dạ. Nguyễn Thị Bích Ngân. Nguyễn Thị Bích Ngân có đi không? Có nghe không? Dạ có em thầy. À, em biết từ nào? Không biết hả? Lữ Bội Sương. Dạ có em thầy ơi. À, có biết từ nào không? À, dạ Continental Breakfast thầy. À, Continental Breakfast nghĩa là gì? Dạ là bữa ăn sáng bao gồm có nước trái cây, cà phê, sữa, bánh mì, ngũ cốc, thịt. Vậy nó khác với ăn sáng American breakfast là sao? Dạ, American breakfast thì nó có thêm trứng, xúc xích, ham này kia này. Cái này là nó... Như vậy khi các em đi ở Bananas nè, ở Le Mans nè, ở Sammy nè, thì các em ăn sáng theo kiểu Continental Breakfast hay là American Breakfast? Dạ là American Breakfast thầy. Không đúng. Thì các em đi Continental Breakfast là một cái dạng ăn sáng nhẹ. Còn American Breakfast là ăn sáng nặng, nhiều món. Còn Continental Breakfast là ăn sáng nhẹ, mặc dù nó nhẹ đó nhưng mà nó cũng trên dưới 40 món. Là các bạn đi suốt ba cái khách sạn và Việt Nam chúng ta thì thường đang dùng cái kiểu ăn sáng là Continental Breakfast. Là một cái bữa ăn sáng mà nó có khoảng chừng trên dưới 40 món. Có xúc xích, có đầy đủ hết đó. Đó, nhưng mà nó ít món. Còn American Breakfast thì nó hơn 80 món đó. Nặng hơn, nó nhiều hơn. Có hải sản rồi đôi khi nó là như vậy. Đó. Do đó thì Việt Nam chúng ta đang áp dụng cái Continental Breakfast đó. À. Ok. À, còn ai biết từ nào không? Từ Concierge. Concierge, ok. Là cái gì? Là mấy người mà... Bộ phận nào? Cái bữa học sơ đồ tổ chức rồi đó. Bộ phận tiền sảnh. À, nó thuộc bộ phận tiền sảnh. Nhưng mà nó đây bộ phận này, chức năng nhiệm vụ của nó là gì? Vai trò của nó là gì? Ờ, hỗ trợ khách hàng với lại hỗ trợ mấy anh bellman đó thầy. Hỗ trợ mấy anh bellman cần gì hỗ trợ? Bellman đi hỗ trợ anh ta chứ sao hỗ trợ anh bellman? Em nghĩ là cái bộ phận này thì nó sẽ làm nhiều việc. Làm bất cứ việc gì khách hàng yêu cầu hoặc là mấy cái bộ phận khác. Và công việc chính của nó là gì? Là nói cho thầy cái chính của nó là làm gì? Cái em ghi trong này là nó chỉ có nhiều đó thôi à. Được học rồi. Bộ phận này bao gồm là những cái chức danh nào nè? Đứng đầu bộ phận này là ai? Không nhớ. Rồi quên rồi. Concert ha. Đứng đầu của phần concert đó là Bell Captain, Bell Chúa đó.
nó sẽ bao gồm có doorman, bellman, liftman, register, driver, tài xế. Chức năng chính của nó là gì? Đảm trách về vấn đề hành lý cho khách check in và check out, cũng như là khách gửi lại hành lý. Nó đáp ứng các cái thông tin và phục vụ các cái yêu cầu của khách cũng như của cấp trên, là nó đảm bảo cái vấn đề an ninh trong cái sảnh lớp, trong cái sảnh khách sạn. Ok rồi, còn từ nào không? Ai biết nè? Vũ Thị Phương Uyên có không? Vũ Thị Phương Uyên có đang còn online không? Dạ có. Dạ có. À, tôi biết từ nào không em? Không biết hả? À, dạ thầy ơi, mạng em hơi yếu. Dạ. Dạ có từ ạ. Work in get, change in get đó thầy. À, work in get hoặc là change get. Dạ. Gì? Là khách vãng lai ạ, khách không có đặt phòng chứ. Okay. Khách vãng lai. Khách đi qua thôi. Để khách này sẽ bị tiếp tân áp cái giá cao hay giá thấp? Dạ thường thường là sẽ giá từ trên phòng mà có giá cao xuống dưới. À, thường là phải bán cái giá cao tại vì người ta không đặt trước đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Thường vào cái thời điểm này mà khách vô đó thì cũng chẳng còn phòng giá thấp đâu, toàn phòng hàng cao thôi. Đúng không? Rồi. Thêm một từ nữa ha thầy. Hả? Thêm một từ nữa ha thầy. Đó, em biết từ nào em nói đi. À dạ, với lại ở dưới đó luôn là bắt boss visa với ID card các thầy. Cái này ta nói rồi, này thầy nói rồi. Dạ. Dạ vậy hết rồi. Huỳnh thì tu Huỳnh Tú Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền vậy nè. Có không? Để em nha thầy. Em tên gì? Dạ Mỹ Duyên. À Mỹ Duyên, từ nào em? Dạ cái từ hàng thứ hai, mà hàng thứ hai mà dòng thứ hai luôn thầy. Corrupt gì đó, em không đọc được từ này. Từ này gọi là corporate. Corporate, dạ. À, là giá giảm. Right. Là giá giảm cho mấy người khách quen, khách thường xuyên của khách sạn á thầy, hoặc là mấy hoặc là giá dùng áp dụng cho nhân viên của khách sạn hoặc là đối tác gì đó. Đúng không thầy? À, corporate rate là giá dành cho các cái khách, là từ các công ty, từ các doanh nhân. À. Giá áp dụng cho khách công ty khác với là giá áp dụng cho khách du lịch nha. À, khách này giá áp dụng cho công ty. Bởi vậy thầy nói trong cái anh
Alo, các em có nghe thầy nói không? Dạ có, giờ mới nghe. Dạ có. Rồi, bây giờ nghe lại rồi đúng không? Rồi các bạn nào còn biết từ nào nữa không? Rồi, thầy giải thích luôn những từ còn lại nào. Trong giai đoạn nhận phòng check-in này nào. Booking today là gì? Là cái danh sách khách đến trong ngày. Tức là vào mỗi buổi sáng đó, thì bên đặt phòng á, người ta phải cung cấp cho tiếp tân một cái danh sách khách, những cái người trong danh sách khách đó sẽ đến trong cái ngày hôm nay, sẽ đến check in trong ngày hôm nay. Đó, thì người ta gọi là booking today, hay nó còn viết tắt từ cái chữ expected arrival list, tức là danh sách khách đến trong ngày. Dựa trên cái danh sách này, tiếp tân sẽ làm thủ tục check in cho những khách sẽ nhận phòng vào cái ngày hôm nay. Tiếp theo nữa là cash float, là cái quỹ thu đổi. Tức là phòng kế toán của mỗi khách sạn nó sẽ ứng cho tiếp tân, mà cụ thể đó là cô cashier, cô thu ngân á, cô sẽ nhận một cái số tiền, ví dụ như là 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu, tùy theo cái khách sạn đó có giao dịch nhiều hay không. Thì nhận cái số tiền như vậy để nhằm mục đích là gì? Để cho thu ngân có cái tiền việc đó, để đổi tiền ngoại tệ cho khách, hoặc là có tiền để thúi cho khách đó, thì nó gọi là cash flow, tức là quỹ thu đổi. Thì cái quỹ này nó cứ nằm hoài ở tiếp tân. Khi mà tiếp tân đổi hết tiền Việt cho khách lấy ngoại tệ, thì ngoại tệ đó lại được lên phòng kế toán đổi sang tiền Việt, để lấy tiền Việt xuống để thu ngân, đổi tiền cho khách. Rồi, approval code là một cái mã số, gọi là mã số chuẩn chi. Khi khách cà thẻ sử dụng thanh toán bằng thẻ tại cái thu ngân, thì thu ngân sẽ cà thẻ của khách. Thì lúc này ngân hàng nó sẽ chốt một cái số tiền là 5 triệu chẳng hạn, nhưng mà nó đâu có đưa cho khách sạn liền, tại đâu có mặt đâu có đưa liền. Thế thì nó sẽ cung cấp cho cái khách sạn một cái mã số. Thế thì cuối tháng cái khách sạn sẽ cung cấp cái mã số này cho ngân hàng, và ngân hàng nó sẽ thúi cái tiền 5 triệu đó lại cho khách sạn. Thì cái mã số này là mã số chuẩn chi, hay là mã số cấp phép. Complimentary rate là gì? Nguyễn Thị Mỹ Kiều có không? Dạ có thầy. À, theo em complimentary rate là gì? Biết không? Dạ không thầy ơi. À, em có đi thực tập tiếng không? Dạ có thầy. Em vô khách sạn á, em uống nước suối á, trong khách sạn á, người ta có tính tiền em không? Dạ không thầy. Một số khách sạn á thì nó đề mấy chai nước suối ở trên bàn á, xong nó máng một cái thẻ lên trên đó, nó đề là with complimentary. Dạ, miễn phí. Đúng rồi, như vậy dạ, giá miễn chưa phí. Chữ. À, giá miễn phí có nghĩa là có tính tiền không? Dạ không thầy. À, hay nó còn có nghĩa là free of charge, tức là nếu mà các bạn thấy cái nào mà nó đề FOC á, có nghĩa là free of charge, tức là không tính tiền. Thì complimentary có nghĩa là tặng, cho tặng, thì tức là không tính tiền nha. Confirmation slip, tức là cái mẫu xác nhận đặt phòng. Hoặc nó cũng có nghĩa là chữ slip này, nó cũng có nghĩa là, cũng có thể là letter, tức là confirmation letter, tức là thư xác nhận đặt phòng. Là khi các bạn xác nhận cái gì đó cho một người khác thì nó gọi là confirmation slip hoặc là confirmation letter. Và cái chữ cuối continental plan nè. Là gì? Giá ăn sáng bao gồm. Giá phòng bao gồm bao sáng. Chính xác. Trong khách sạn á thì nó có ngành khách sạn chúng ta nó có nhiều dạng giá. Ví dụ như là continental plan, tức là một cái giá mà bao gồm tiền phòng và ăn sáng, bữa ăn sáng.
Thế thì khi các bạn chào khách, cái giá phòng bên tôi 100 đô, khách sẽ hỏi giá phòng bên mày là gì? Thì các bạn kêu continental plan, có nghĩa là tiền phòng có bao gồm ăn sáng. Như vậy, toàn bộ ở Việt Nam chúng ta hầu như các khách sạn 3 sao trở lên thì đó đều là continental plan, tức là giá phòng bao gồm ăn sáng. Ngược lại với lại cái giá phòng bao gồm ăn sáng thì chúng ta có cái giá phòng không thôi, không có ăn sáng, thì nó gọi là European plan, là giá phòng không có bao gồm sáng, chỉ ăn, chỉ gồm giá phòng thôi. Đó. Thì các bạn lưu ý, đó, đối với các khách sạn 1 sao, 2 sao của Việt Nam chúng ta thì thường áp dụng cái European plan, tức là giá phòng không có ăn sáng. Ừ. Rồi, corporate guest là khách, nguồn khách này là khách công ty, khách doanh nhân, khách thương mại. Các bạn có thể dịch như vậy. Conventional chart là một cái biểu đồ về phòng. Cái này trong lúc mà đặt phòng đó, tôi sẽ giải thích thêm. Và trong cái phần đặt phòng tôi sẽ giải thích thêm. Housekeeping status là gì các bạn? Các bạn nào biết không? Cái này các bạn học rồi. Nguyễn Hoàng Sơn có không? Nguyễn Hoàng Sơn có đang theo dõi không hay ngủ rồi? Dạ có thầy ơi. À, cái housekeeping status là gì? Dạ em chưa suy nghĩ ra nữa thầy. À, thì có cái này các bạn học ở trong housekeeping 1 á rồi. Nha. Cái này là một cái bảng mà thông báo tình trạng phòng của bộ phận phòng housekeeping nó gửi cho lễ tân vào đầu mỗi buổi, ví dụ như buổi sáng, buổi chiều hay là buổi tối, để nhằm thông báo cho tiếp tân biết được rằng là những cái phòng nào nó có khách, những phòng nào nó trống, mà nó trống sạch, nó trống được làm phòng rồi hay là nó trống chưa làm phòng, để tiếp tân biết là tiếp tân bán phòng cho khách mới. Đó. Như vậy thì nó sẽ có những cái ký hiệu. Ví dụ như là VC, một cái phòng 403 nó đề VC thì nó có nghĩa là gì? Phạm Thị Mỹ Anh. Có không? Đang theo dõi hay là đi nấu cơm rồi? Dạ sao thầy? À, phòng VC thì ký hiệu là gì? Phòng. Dạ em chưa học bên housekeeping đó thầy. Ủa chưa học housekeeping 1 hả? Dạ em mới học tới ủi đồ, các em được nghỉ tới giờ. À học mấy buổi rồi? Dạ mới có 2 buổi rồi thầy. À phòng VC, ví dụ nó ký hiệu phòng 403 là phòng VC, tức là phòng vacant clean, tức là phòng trống sạch. Thì lúc này chúng ta bố trí cho khách mới được không? Mỹ Anh. Nguyễn Quốc dạ, Hải phòng. Ừ, Mỹ Anh. Dạ phòng trống thì bố trí được thầy. À bố trí cho khách mới. Dạ. À còn nếu mà thí dụ như là chúng ta gặp cái phòng VD. VD có nghĩa là vacant mà đất đi, có nghĩa là trống dơ, thì chúng ta đừng nên bố trí cho khách. Như vậy đây là một cái kênh thông tin về cái tình trạng phòng sạch, dơ và sạch thì được bố trí rồi cho hay không, giữa cái bộ phận phòng là bộ phận HKB với lại bộ phận tiếp tân. Nó có một cái kênh thông tin như vậy là sẽ nắm. Tuy nhiên một số phần mềm thì nó đã giải quyết được cái chuyện này, tức là thí dụ như nó báo phòng 403 là phòng màu vàng, đó là phòng VD, tức là trống mà dơ, thì tiếp tân nhìn thấy màu vàng thì đừng bố trí cho khách khác. Mà thấy màu xanh lá cây, tức là phòng VC, thì sẽ bố trí được cho khách khác. À, đúng chưa? Rồi. House limit thì giải thích rồi. Imprinter là một cái máy chà thẻ mà bằng thủ công, bằng tay. Nó không được kết nối với ngân hàng. Trong trường hợp cúp điện hoặc là cái đường line bị hư, thì các bạn có thể cà tay. Tuy nhiên, khi mà cà tay như vậy, các bạn sẽ... Cái máy này nó sẽ... cái thẻ tín dụng của khách đó, nó có những cái chữ nổi,
thì nó sẽ có động tác là nó cà lên cái một cái hóa đơn thẻ, thì lúc đó cái phần nổi của cái thẻ nó in lên hóa đơn khách và các bạn sẽ ghi nhận, và đương nhiên các bạn phải gọi ngân hàng để các bạn chốt cái số tiền các bạn cần trả tiền, tính tiền cho khách, và ngân hàng nó đồng ý thì các bạn sẽ xuất cái hóa đơn. Đó là một cái động tác cà thẻ bằng tay ha, bằng thủ công. Còn verify, khi các bạn khách thanh toán tiền hoặc là khi khách vô ở khách sạn, các bạn sẽ mượn thẻ khách, could I borrow your credit card in order to verify, thì lúc đó các bạn sẽ mượn cái thẻ của khách để các bạn cà qua cái máy, các bạn xem coi cái thẻ này có phải đúng tên khách không, thẻ này còn tiền không, thẻ này hạn sử dụng là bao nhiêu, để khách có khả năng thanh toán hay không. Hoặc là các bạn trả qua vậy để các bạn thanh toán tiền cho khách, thì cái động thái mà các bạn quẹt thẻ qua cái máy này nó gọi là verify. Yeah. Rồi, how count tức là cái số lượng phòng, cái số lượng phòng đang ở trong khách sạn. Ví dụ khách sạn các bạn xây dựng ra 100 phòng, thì có 60 phòng là có khách, thì 60 phòng đó người ta gọi là house count, là 60 phòng, hay còn gọi là in-house guest list, tức là một cái danh sách mà khách đang ở trong khách sạn, tức là những cái phòng có khách đó. Còn phòng trống không tính, thì gọi là in-house guest list hoặc là house count. Còn key count là gì? Nguyễn Thị Xuân Đào. Key count là gì? Xuân Đào còn không? Xuân Đào có không? Vắng rồi phải không? Thời điểm nhanh vắng đó nha. Lê Hoàng Long có không? Dạ có em thầy ơi. Em biết kia kha là gì không? Thầy chờ em tí ạ. Em có thấy cái kia kha chưa? Em đi thực tập tuyến, em có thấy em muốn vô phòng thì em phải lấy cái gì em mới vô mở cửa phòng được? Trước khi vô lễ tân phát cho mình cái thẻ gì đó thầy. Vậy là cái đó người ta gọi là thẻ chìa khóa, thẻ từ nha, để dùng để mở cửa phòng, đúng không? Đúng rồi. Thì cái đó là key card. Còn cái có một cái bao giấy để đựng cái key card đó, có thấy không? Khi đi thực tập tuyến có thấy cái đó không? Có thầy ạ. Một cái bìa để mà để cái chìa khóa vào trong đó thì người ta gọi là key envelope hoặc là key folder. Key folder nè các bạn. Các bạn có thấy thầy chat trên đây không? Thấy không? Dạ thấy thầy. Key envelope hoặc là key folder. Đây, giống nhau. Tức là một cái bao giấy để đựng cái chìa khóa, nhằm cho cái chìa khóa khỏi bị hư. Và nhân tiện đó người ta tận dụng trên cái bao đó, người ta in các cái dịch vụ khách sạn để người ta quảng cáo cái khách sạn. Hoặc là cái chìa khóa thì về nguyên tắc cái chìa khóa từ thì nó không có số. Thế thì xuống nhà hàng các bạn ăn, hoặc là các bạn gửi chìa khóa lại lễ tân, đến hồi về thì các bạn sẽ đưa cái key folder, cái bao giấy đó cho lễ tân biết, là tại vì trên cái bao giấy đó thì có số phòng, còn trên chìa khóa thì trên thẻ từ thì không có số phòng. Thì khi mà các bạn show up, các bạn đưa cái key folder, cái bao giấy đó cho nhà hàng, thì nhà hàng nó biết là bạn ở phòng máy và nó cho phép các bạn ký nợ khi các bạn ăn ở nhà hàng. Ok. Các bạn có thắc mắc gì không? Nhật, Hào, còn không? Có không? Dạ luôn ạ. Có thắc mắc gì không em? Dạ không. Ok, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta nếu không thì chúng ta nghỉ ha. Chào các bạn. Chúc một cái tuần vui vẻ nha. Hẹn gặp lại tuần sau. Dạ, cảm ơn thầy, em chào thầy ạ.